nếu muốn thắng Man United, muốn thắng Man City phải chơi như vậy. Và lúc mà em phân tích là cái lớp phòng ngự hai đầu ấy, hai lớp tiền vệ phòng ngự ấy, mà em đã xem ở trận đấu gặp Brighton trận cuối cùng ấy, thì rõ ràng là Man United đã chơi đúng như thế. Họ không có tiền đạo cắm, họ luôn phải vào sân từ bàn ghế dự bị, đúng không ạ? Thì việc mà tổ chức phòng ngự chiều sâu với khoảng hơn 2 lớp ấy là điều gần như tất yếu. Vâng. Vấn đề là cái sự sẵn sàng và cái sự gọi là tập trung và bọc lót thì nó luôn luôn phải ở mức độ là tối ưu thì mới có thể giải quyết được bài toán. Tuy nhiên chúng ta nói đi nói lại về cái câu chuyện của MU ấy, nó cũng chỉ là khoảng gần một nửa vấn đề thôi. Hơn một nửa vấn đề anh cho rằng nó là phong độ của Man City. Bởi vì trong cả một trận đấu đấy chúng ta nhìn thấy có một cú sút của Doku thành bàn. Một hay hai lần gì đó cũng anh bạn này thì đá thì ở bên cái mảnh lưới bên ấy, và một cú đá dội vào xà ngang của Erling Haaland. Tức là cái tỷ lệ dứt điểm và đặc biệt là những tình huống lợi hại của Man City nó quá ít. Nó ở đâu rồi? Vâng. Nó là vì là thông thường những trận đấu như này thì Man City sút đâu đó khoảng loanh quanh cỡ khoảng 20 lần. Thế tại sao nó lại ít như thế? Cái sự uể oải của họ, cái sự gọi là không sung sức của họ, nó nhìn thấy rất là rõ. Vâng. Và khi mà con người nó không sung sức ấy, thì ngoài cái việc mà họ không trở nên xuất sắc ở phía trên ấy, thì họ còn có cả những rất nhiều những cái quyết định và những cái sự không xuất sắc ở phía dưới. Vâng. Và cái những cái mà chúng ta đã thấy thì nó đã phản ánh rất là rõ rồi. Thế nên ra là mới với một trận đấu như thế thì chiến thắng là xứng đáng, cúp là xứng đáng, vì nó là một trận đấu. Anh không khỏe là việc của anh, tôi thắng là việc của tôi. Đúng. Đúng không? Thua là thua, không có gì do giải anh gì không cả. Chuẩn bị kỹ nhưng trận đấu thôi. Chúng ta nhìn nhận vấn đề thì chúng ta phân tích để chúng ta nhìn rõ hơn cái kết quả của trận đấu ấy nó đến từ đâu. Chúng ta không lý giải việc là chúng ta không hạ thấp cái chiến thắng đấy của MU. Nhiều người rất là nhầm ở cái chỗ rằng là khi mà chúng ta phân tích một kết quả nào đó thì họ lại bảo rằng là ông làm gì có cúp để mà ông ngồi ông phân tích ông hạ chúng tôi. Đúng không? Mà Man United có phải một đội ấm ớ đâu mà Man City có quyền thắng lúc nào thì thắng. Rồi để nói thật đấy là những cái lý luận của những người mà yêu quá, đâm ra là không hình dung hết được một cái thực tế. Man United vào lúc này có thắng Man City ở trận chung kết cúp FA, có một danh hiệu cúp FA, có thể có nối dài cái kết quả đối đầu với Man City ở cúp FA. Bởi vì cái kết quả đối đầu ở cúp FA của họ là tốt hơn. Thì cũng nên nhớ rằng là khi gặp lại ở bất cứ một cái đấu trường nào khác ấy, thì nên trật tự. Vâng. Đấy là một chuyện hết sức là thực tế. Mọi người có gọi là có bực mình hay không bực mình gì thì hãy chuyện bình thường. Hãy nhớ cái điều đấy. Và chúng tôi ngồi đây với vai trò là những người phân tích bóng đá. Man United chơi hay quá, final hay anh chiến rất tốt. Rõ ràng là trận chung kết vừa rồi thì rất nhiều cá nhân của Man United đã chơi rất tốt. Chúng ta có thể kể tên Kobbie Mainoo này. Đúng ạ, người đã chơi cực kỳ ấn tượng ngày hôm đó. Bruno Fernandes cũng có một trận đấu tốt, đúng ạ. Và đặc biệt là hai trung vệ Varane và Lisandro Martinez, họ đã chơi chắc chắn. Hai trung vệ anh cho rằng là những người chơi hay nhất trận đấu đấy. Vâng. Với các thủ tiền vệ của MU thì họ có một cái tinh thần thi đấu ở mức độ rất cao. Nhưng nó có một cái đặc điểm ở trận đấu đấy mà nếu như lại phải gọi là phân tích lại thì mình thấy rằng là họ có một cái lợi thế nào đó. Tức là cái tinh thần của họ, cái sự sẵn sàng của họ, cái thể chất của họ ấy, giúp cho họ mạnh mẽ trong các pha tranh bóng. Trong khi đó ở chiều ngược lại thì cái cảm giác mệt mỏi, cái cảm giác nó không sung sức của các cầu thủ Man City ấy, các tiền vệ trong đó có Kevin De Bruyne ấy, chúng ta thấy rất rõ là họ không cảm thấy khỏe và lập tức là họ có dấu hiệu tránh. Họ né bớt những cái va chạm. Và khi nếu có va chạm ấy là chấp nhận là tức là ở cái thế dưới. Vâng. Tức là không quyết liệt trong những cái tình huống đấy. Chúng ta thấy rất dễ họ có thể là bị phạm lỗi hoặc là bị mất bóng. Vâng. Để làm sao đó, bởi vì tóm lại là anh có cảm giác là khi mà họ đã không khỏe, bóng họ đá, sẽ nghĩ tới họ nghĩ tới Euro. Bóng đá thể lực quan trọng. Họ nghĩ tới Euro. Vâng. Tức là bởi vì như Kevin De Bruyne chẳng hạn hay là đấy. Mainoo thì đương nhiên cũng nghĩ tới Euro, nhưng mà cái thể trạng anh ấy tốt hơn, trẻ trung hơn, khát khao hơn. Tất cả những yếu tố đấy nó làm cho anh ấy sẵn sàng hơn trong một cái cuộc chiến đấu. Vâng. Trong khi đó là ở chiều ngược lại, người ta thấy đâu ra là khả năng thành công của trận đấu đấy với những cầu thủ của MU nó rõ ràng hơn. Và cái không gian chơi bóng
Như chúng ta thấy nếu như mà đá bình thường đá với Man City, có bao giờ Bruno Fernandes lại có nhiều cái không gian để mà gọi là vẩy với vỉa với gọi là biểu diễn kiểu như thế không? Không có, không có. Gãi đúng chỗ ngứa hè này, liệu Erik ten Hag có nên được trao thêm cơ hội hay không? Em thì vẫn không muốn Erik ten Hag tiếp tục công việc ở Man United dù là ông ấy đã có được danh hiệu FA Cup với Man United, bởi vì trận đấu vừa rồi nó chỉ đơn giản là cách để gọi là bày binh bố trận cho một trận chiến cụ thể mà thôi. Còn cái lối chơi thực sự của Man United là gì ấy mới là điều quan trọng. Và Man United không thể chơi với trạng thái đó suốt cả mùa giải ở Premier League được, đúng không ạ? Họ không thể coi tất cả đối thủ là Man City để chơi như vậy. Cái điều quan trọng là họ sẽ đá với những đội như Brighton ra sao, rồi Ipswich Town thế nào, Leicester ra sao, những đội mới lên hạng hạn. Họ phải chiếm lĩnh thế trận ra sao và thắng như thế nào để có thể có những cái cuộc đua ít nhất là vào top 4 đi, đúng không ạ, ở Premier League. Chứ còn nếu mà trận nào cũng đá như với Man City thì nói làm gì nữa, đấy là những trận đấu cúp rồi. Nếu đẹp nhất cho Erik ten Hag vào lúc này là chia tay Man United trong êm đẹp. Anh nghĩ sao nếu Pochettino là huấn luyện viên tiếp theo của Man United? Em ủng hộ chuyện đó, không biết anh Tùng nghĩ sao? Anh nghĩ là đúng, vâng. Có thể là một cái sự lựa chọn có lý. Bởi vì thực ra từ xưa đến nay chúng ta vẫn hiểu là Pochettino là một người có phát triển được hệ thống và làm việc với cầu thủ trẻ nhìn chung là rất là ổn. Đấy, và cái cách truyền đạt, cái cách xây dựng cái nền nếp của Pochettino anh cho rằng là được. Còn với cái mùa giải vừa rồi chúng ta hiểu tính có cái khó khăn của Pochettino. Mỗi người đương nhiên có cái khó khăn của riêng mình. Và cái câu hỏi của bạn trước đó, bạn có nói về là Erik ten Hag có nên được trao cơ hội không, thì không phải là không. Nhưng mà nếu như hỏi chính chúng ta đây thì chúng ta hầu như mọi người đều sẽ nói rằng là thôi. Vâng. Bởi vì chúng ta nhìn thấy nhiều cái điểm tiêu cực trong cái cách quản trị của ông ấy hơn là những cái điểm tích cực. Thực ra là này, cái cách làm việc ở câu lạc bộ Chelsea nó luôn gây khó cho các huấn luyện viên. Ngay sau khi Pochettino rời khỏi chiếc ghế thì họ lại công bố một bản hợp đồng mới. Đấy là anh chàng Estevao của Palmeiras thì phải, ở Brazil. Tức là em cảm giác giám đốc thể thao cứ làm cái việc của mình thôi, còn kệ huấn luyện viên là ai luôn. Đúng ạ. Đấy là hệ thống chiến thuật nó không có giá trị ở đây. Chính xác. Nên là khó cho những huấn luyện viên như Pochettino, là hy vọng là nếu mà đến Man United mọi thứ nó bài bản hơn, nó lớp lang hơn và nó có sự tôn trọng huấn luyện viên hơn. Thực ra Erik ten Hag năm nay là được tôn trọng, mua bán đều do ý ông ấy cả, đúng không ạ? Không có ai can thiệp vào chuyện lấy đấy về và đuổi đi là quyền của ông hết. Chính mà. Xác. Nên là nếu Pochettino có được điều đó ở Man United thì mọi thứ có thể sẽ tốt hơn. Năm sau Pep đi thì Ngoại hạng Anh sẽ đi xuống Arsenal top 1 anh ạ. Đợi Pep đi thì vì còn rất là lâu. Thực ra là chúng ta không thể chờ đợi điều đó được. Với những đội bóng được coi là đối thủ của Man City thì họ phải chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo với trạng thái là làm thế nào để đánh bại Man City của Pep ấy. Đúng rồi. Đúng không? Đấy mới chính là thứ mục tiêu mà những đội bóng có danh dự cũng như lòng tự tôn của mình phải hướng đến. Chứ còn nếu mà cứ bảo là thôi để ông này rời khỏi Premier League đi để tôi có cơ hội thắng thì nghe nó không được ổn lắm. Không, như thế là cái tư duy đấy là tư duy khó chấp nhận. Cái việc mà ai đi ai đến là đương nhiên không phải việc của câu lạc bộ Arsenal. Vâng. Thế nhưng mà rõ ràng là để mà vươn lên đỉnh cao ấy thì phải chấp nhận những cái thách thức, cho dù nó là thách thức khó nhất. Và trong 2 năm vừa rồi, Mikel Arteta đã biến một đội bóng ở cái top 8, tức là ngoài top 4, trở thành một cái đối trọng, trở thành một cái sự cạnh tranh với Guardiola, với Man City. Cho dù chưa thành công nhưng như thế có nghĩa là mọi chuyện nó đã tiến lên rồi. Vâng. Và nó đang ở cái đà rất là tích cực. Và nếu như năm tới mà tiếp tục đua thành công như thế thì anh nghĩ rằng là nó có cơ sở. Cho dù ấy là trong lịch sử cái giai đoạn vừa rồi của Guardiola khi ở cùng với các đối thủ tại Premier League ấy, thì không có đội nào đua liên tiếp được 3 mùa thật hay với cả Man City cả. Liverpool cũng chỉ đua 2 mùa thôi nhé. Cứ 2 mùa là đến mùa thứ 3 là bắt đầu đuối dần. Là đuối. Vâng. Thì sau đó lại phải đến mùa thứ 4, thứ 5 thì đấy nó mới có thể có sự tái lập. Nhưng mà 3 mùa liên tiếp là không. Đấy, thì với điều đấy là mình đặt ra một dấu hỏi là Arsenal có được hay không, thì đúng là một dấu hỏi. Nhưng anh vẫn tin rằng Arsenal có thể làm đua được. Thế còn bạn có bảo là Guardiola mà đi thì anh biết đâu, anh nghĩ là Pep Guardiola đi có thể đi thì rất có thể lại có một cái người mới đến. Arne Slot chẳng hạn, biết đâu đấy. Một người Hà Lan lần đầu tiên làm nên một cái gọi là triều đại ở Premier League thì sao? Vâng. Và biết đâu đấy Erik ten Hag được tin dùng, ông bắt đầu làm tốt thì sao? Vâng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.